Hello anh em, hiện tại mình đang ở Tan Buche và đây là một cái tu viện của người Tây Tạng anh em, tu viện đạo Phật anh em. Thì anh em thấy không, đó, kiến trúc à, nhìn nó rất là đặc trưng của Tây Tạng anh em, những ô cửa sổ anh em thấy không, đó, rồi cameraman xét từ gần, đó, rất đặc trưng luôn anh em. Thì ở đây là hôm qua mình có gặp một vài thầy anh em. Thì này là nơi này là trường học có những cái khóa tu đó, anh em nghe cái tiếng không anh em? Họ đang cầu nguyện đó anh em. Thì xung quanh đây là núi anh em, camera bên quay cho anh em coi. Đó. Xung quanh đây là núi. Và nhiệt độ rất là lạnh anh em. Đây là Tan Buche anh em. Thì ok, theo chúng mình ha, thì tu viện này cũng có những cái này xoay nè anh em. Đó. Đó, xoay nè anh em. Nặng quá anh em. Cameraman vô đây quay cho anh em coi. Cái này chỉ là một cái chuông thôi anh em, không có gì hết. Cái này mình nghĩ chắc là Atula đó nè mấy anh em ở thầy đạo Phật có chắc biết Atula đó anh em. Thì Atula là dưới cõi trời anh em. Atula thì thường có ba đầu sáu tay anh em, rất là nhiều tay, họ cái hình dạng của họ rất là đặc biệt anh em, không có phải như là như người trời anh em. Mình nghĩ chắc chắn là Atula anh em, nhìn ba đầu là anh em. Đó. Này. Thì cõi Atula cũng là một trong lục giới của đạo Phật anh em. Đó, Atula hình dạng của họ nè. Đó. Atula thì theo như đạo Phật thì họ sống ở dưới núi Tu Di anh em. Núi Tu Di đây thì cõi Atula nằm dưới này anh em. Sau đó tới cõi trời của Phật. Đó anh em thấy không? Ok anh em. Con này con dắt nè anh em. Thế bà đi không anh em? Ở đây thì rất nhiều người đạo Hindu anh em, tầm tới 40% là người đạo Hindu anh em, thì nên là họ không ăn bò anh em, họ ăn thịt buff. Ở đây anh em thấy là menu ghi là buff and yak anh em, tức là thịt buff là thịt trâu anh em, còn thịt yak là con mấy con này anh em. Thì nó cũng có một loại lai giữa hai loại này ha. Đó anh em nghe tiếng là đó là họ đang cầu nguyện đó anh em. Thì trên dọc đường đi là rất nhiều nhiều cái tu viện anh em, nhưng mà tu viện này mình thấy là đẹp nhất anh em. Đó. Các cameraman quay đây. Ở đây có cái stupa anh em. Thì như vừa mình nói, stupa này là thì là có một cái một xương của Đức Phật anh em. Đây này góc quay nó đẹp hơn. Đó cái góc này anh em thấy được toàn cảnh của cái tu viện anh em. Đó. Đó. Thì nói chung là bên Nepal này thì cái người đạo Phật cái đạo Hindu họ sống chan hòa với nhau anh em, không có bị như là ở Trung Quốc anh em bị đàn áp anh em. Thì đạo Phật ở đây có phát triển rất là tốt. Cameraman quay cho anh em cảnh núi này nè, rất là đẹp anh em. Này núi tuyết anh em, nhiệt độ bây giờ tầm là âm 10 độ anh em, mặt tôi xanh xao luôn anh em. Đó, cameraman cho anh em coi núi tuyết siêu đẹp luôn anh em. Ở đây là Tan Buche nha anh em, Tan Buche. Ok anh em, giờ mình sẽ tiếp tục đi tới Dinh Buche anh em. Ok, bye anh em.
Khủng gió mấy ông, rất kinh khủng luôn. Hello anh em, hiện tại mình đang ở Scosomare. Thì mình đang ăn trưa anh em. Mình có kêu phần khoai tây với trứng anh em. Đó, đơn giản anh em. Uống với lại canh nóng anh em. Khoai tây với trứng chiên bình thường anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếng bộ chê anh em. Sáng giờ đi bộ cũng hơi đuối á. Chiều chắc đi 3 tiếng nữa. Ok. Thank you.
Hello anh em, hiện tại mình đang ở độ cao trên 4.000m rồi anh em. Thì anh em thấy không, quang cảnh trong đây nó toàn là bụi không à. Nó không có những cây lớn ha, nó toàn là mấy cây bụi nhỏ không à ha. Front of us goes Mount Thamserku, which is 6,600 meters high from the sea level. Okay. And left to the Thamserku is called Hangtanya, which is 6,700 meters high from the sea level. Then all the way to the left here from the Amadablam, the most beautiful mountain on Everest region, is 6,800 meters high from the sea level. And go for the further. The cloud. Inside the cloud. There is the fourth highest mountain around the world. It's called Mount Lhotse, which is 8,500 meters high. Okay. And on our behind to us, here called Mount Tabuche. Okay. It's a holy mountain. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, anh em. Nãy giờ anh Gai đã giới thiệu sơ anh em mà anh thấy những cái tên những ngọn núi ha. Đó. Thì cái từ đoạn này trở đi á là mình chỉ thấy những cái cây bụi thôi anh em. Không có cây lớn nữa ha. Độ cao trên 4.000 rồi anh em. Ok anh em, đi tiếp. Hello anh em, hiện tại mình đang có mặt ở Dimboche. Ok nè, nhìn thấy chưa Dimboche không em? Đó, thì nãy giờ là mình đi dọc theo cái con suối chảy anh em, đó đi dọc theo đó, đi từ sáng tới giờ anh em, thì cuối cùng còn tới Dimboche. Thì hiện tại ở đây là rất là lạnh, chung là anh em thấy không? Cây cỏ nó chỉ có vậy nè, nó không có hơn nữa, ha, đó. Okay, tại anh em hiểu tại sao mà tất cả các đỉnh ở đây á, tất cả các điểm ở đây nó đều là Dimboche, Tangboche, Tenboche, Feriche, là bởi vì Che là tên của một vị thầy tu đạo Phật nổi tiếng anh em, nên là cái họ của ông thầy tu, nên là tất cả các đỉnh ở đây đều, tất cả các điểm ở đây đều có tên là Che hết anh em, thậm chí mấy đỉnh á thì cũng có tên Che hết luôn không? Đó là hôm qua ông Gai ông hỏi vị thầy thì ông có giải đáp gì ha. Ok anh em, chị theo chúng mình đi tới Dimboche anh em ha. Ok.
Hello nè. Hiện tại mình đã tới tea house rồi nè, mời em vô. Gió quá. Ok. Vậy ấm áp rồi nè. Nhưng mình sẽ đi vi phòng cho anh em. Ok, đi phòng cho anh em nha. Nghe chưa bạn ha. Phòng số A4 nè. Ok. Nhưng mà nè. Ok. Phòng này nè. Phòng ở đi ngôi chê nè. Mình sẽ ở lại 2 đêm với anh em. Rồi. Đây vô coi ha, mình sẽ nói đèn nè. Mình cúp điện. Ôi có điện anh em, mừng quá. Rồi, cameraman vô đây. Mình có cái xô làm nhiễm với anh em. Đây có móc chế độ nè. Nó có view nè, nên mở cửa coi coi. Ồ. View nhìn nó núi luôn phải không? View núi không? Phòng hơi nghe mùi ẩm thấp không, nó mùi nó kiểu nó ẩm thấp á, chứ nó chắc nó nằm nó lạnh lắm không, ẩm thấp á. Ok rồi, chứ tôi vô toilet rồi không, nhân viên không còn. What the, như kỳ vậy không, bỏ tay luôn không, nơi này toilet rồi không, như đi toilet chung rồi không, bỏ tay luôn. Tưởng này toilet mà ai giờ không đi được luôn. Bó tay, có cái lỗ phải không? Ok. Phòng quá chán. Tưởng có toilet mà không toilet luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ sửa soạn đồ. Xong rồi ăn uống mấy không? Có gì lát tôi sẽ review tiếp mấy không ha. Ok. Bên ngoài đang cát có phải không? Cát mù mịt luôn phải không? Hơi quá tôi vô phòng rồi phải không? Trời ơi, cát mù mịt luôn phải không? Rồi cát chết luôn mấy ông ơi. Ok anh em, giờ mình sẽ kiểm tra oxy anh em. Đó, đây là máy đo oxy giống như thời Covid vậy anh em. Kiểm tra oxy coi sao ổn không. Rồi, hiện tại oxy đang mất này mấy anh em. Yeah, oxygen in the altitude also. Perfectly good. Ok. Ổn anh em. 91 anh em. Ok, nhớ bấm like, subscribe và bấm chuông để theo dõi nhiều video mới nha.